Đây, đây là nhà bàn cơ yếu nha cô chú anh chị. Nhà bàn cơ yếu. Ngay đây thì không có hầm. Ở đây vẫn còn cái tầng hầm này mà nước lên quá trời nè. Con gì nó kêu dưới đó. Là sao hay vậy? Nấu là không lên khói hả? Nấu xong là tự phân tán hết khói ra như hơi sương á. Ra những cái dãy thấp ở dưới diện. Đây là cái hình của cô nấu bếp đây ha, chiến sĩ nấu bếp. Là nấu là nó sẽ không ra khói nha. À, cái con đường này là mới làm đổ nhựa nha cả nhà. Cái đường vô chiến khu D đây thì mới làm được gần một năm rồi đó. Hai bên là dựng cột rồi hết nè, đổ nhựa hết. Ồ, đi cả cảm giác này. Hai bên cây kính luôn, kính mít luôn, có những cái cây nó sóng y như con rắn vậy á. Từ ngoài cái ngã ba vô là khoảng 12 cây số. Bây giờ mình sẽ thẳng tiến về phía trước rồi. Có khi nào đang đi gặp khỉ được không? Chim thì là nãy giờ thấy chim rất nhiều. Rất là nhiều loại chim quý hiếm nha. Mà thú thì chưa thấy. Khỉ đồ này kia chưa thấy. Đó chim nè. Chim hót, hót thầy. Chim hót biết lo. Nguyên bầy luôn. Nguyên bầy luôn à. Nguyên bầy chim chỉ luôn cả nhà. Này thấy ngay cái bảng này mà không biết còn không. Thấy xe hoạt động. À đó nguyên bầy luôn kìa. Gà rừng, gà rừng. Gà rừng chứ không phải chim chỉ. Ừ, nguyên bầy gà rừng luôn cả nhà ơi. Kìa. Đó đó, nó chạy kìa. Thấy mình nó chạy luôn rồi. Ủa sóc nữa kìa, sóc kìa. Sóc nó mới vừa chạy qua kìa. Rồi nó chạy hết, thấy mình chạy hết rồi cả nhà ơi. Chứng tỏ là đây là thú rừng còn nhiều lắm á. Có bầy gà như là sao á. Chứ còn cái mớ gà con. Mớ thì đẹp lắm, 5-6 con lắm. Hồi nãy là đàn gà rừng. Ồ, trong này đúng là rừng thiêng nước độc. Ngày xưa là các chiến sĩ ngày xưa là vô đây ẩn nấp á, để chiến đấu với giặc ngoại xâm đó. Núp trong lùm rồi chút trong hầm rồi không à. Mấy chiến sĩ cũng dữ dằn đấy chứ ha. Thú gì không à cả nhà. Đó. Hai bên đường thì lâu lâu thấy có thú rừng, gà rồi chim, những cái loại chim lạ không à. Mà đường này mình đi là nãy giờ thấy là nó hoang vu lắm cả nhà thấy không? Bởi vậy cho nên là các vị lãnh đạo ngày xưa đưa ở đây vô đây làm khu chiến khu D là đúng rồi đó. Đây. À, hai bên này. Cây kính luôn á, cây mà sát sát nhau không ha, cây to to cao không? Cây khủng. Ồ, khủng kìa. Hả? Wow. Ồ, cái cây này mới to nữa nè. Trời ơi. Còn mấy cây khủng khủng không à. À. Wow. À tây kìa. Trời ơi cái cây khủng chưa? Ừ. Đẹp ha. Ồ, ngay đây có một cái chốt gì nè, như cái chốt của kiểm lâm hay sao mà ta dẹp rồi nè. Đó, bỏ rồi. Có một căn nhà đây. Như nhà hoang á chứ không phải chốt rồi. Rồi thẳng vô đây xíu nữa. Toàn là những cây cổ thụ không. Bướm quá trời luôn. Chiến khu D miền Đông rồi cả nhà. Đây. Đây là cái trước mặt vô thấy có một cái cổng này. Đó. Cái tấm bia. Rồi vô đây. Đây là cái căn trước có một căn nhà này, chắc cũng lâu đời lắm rồi. Căn cứ khu ủy miền Đông Nam Bộ. Thấy có chó sủa ở ngoài rồi. Mà không biết có người trong này không thôi nha. Rồi chạy thẳng vô đó thử coi. Dạ, mình không. Có một chú chó đang ngồi sủa.
chắc có người ở đây đó, có người coi ngó chứ. À, đây nè, trông non. Đây có người coi nè, đây chó quá trời. Mấy phát mấy đồ. Để hỏi coi có ai không. Đây có người vô, cũng có khách vô du lịch nè. Không thấy ai ở đây, người ta đi vô. Ở đây không thấy người ha. Sao? Đây bãi giữ xe nè. Sao? Khách vô tham quan như tự do hay sao á. Như đây vô là tự do đó cả nhà. Có người à. Ừ. À bên này, đây có một cái căn căn cứ nè. À, chào bác. Em vô tham quan khu chiến khu D. Để ngay phía bên đó. Vô vô trong đó được không anh? Vô trong đó. Đây 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 nè, yeah. Tính về đây. Ok, ở bên kia. Đây là cái khu ấy, bãi giữ. Đây bên này, di tích là bên này nè. Vô hỏi ta tiếng đi lại thoải mái. À ông chỉ bên kia, chỉ bên kia. Bên kia để xe đi bộ. Ở đây thì thấy có mấy cây cây gõ mật nè cả nhà. Cây gõ lớn nè, cao đến 20 mét luôn, đường kính 1 mét, tán hình lọng. Mấy cây gõ này quý lắm á, quý giá lắm á. Rồi mình đi đây, đây là cái đường đi vô căn cứ của các chiến sĩ ngày xưa nha. À, bên này có đây để những cái hình này, những cái tượng của những người lính này. Những người lính ngày xưa chiến đấu đó. Có cái súng AK nữa. Mang đôi dép cao su đây. Mọi người lâu lâu mà thấy có những cái chú mà đi xe máy á, bán mấy dép cao su này là dép lính ngày xưa đó, làm bằng lốp xe á. À. Ồ, hay ha. Cái súng nhìn rất là ấy ha cả nhà, nhìn tướng của bác chiến sĩ nhìn rất là hoành tráng ha. Cái chụp hình với bác chiến sĩ một cái. Cái này là cây dầu sông Nàng. Cây dầu nó có cái trái dầu nè, trái cù quay á. Tới mùa có trái, cái tuổi thơ học trò hồi xưa mình đi học cũng hay có mấy cái cây dầu á, lấy cái trái đó chơi. Cái này là cây cây bồ hòn. Rất nhiều loại cây luôn ha. Lâu lâu đi gặp mấy chiến sĩ đây. Lâu lâu có mấy chiến sĩ đây. À, đây đây có một chiến sĩ này mặc áo đen. À, xin chào chiến sĩ. Chiến sĩ có cái súng cũng rất là hoành tráng ha. Đeo cái khăn cuốn này, khăn ống đóng này. Dép là dép cao su nha. Rồi bên này, bên này là có một cái trung tâm này là láng chia nghỉ chân nè, căn cứ láng gá nghỉ chân nè. À, đây đây là láng nghỉ chân nha cả nhà. Đó. À, hai chiến sĩ đang đứng bắt tay giao lưu với nhau nè. À. Còn đây có một chiến sĩ đang ngồi. Ngồi đây có dép nữa. Đôi dép này nhìn nó huyền thoại ha cả nhà. Đốt 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 cho chiến sĩ điếu thuốc anh Tuấn. À, chiến sĩ nè, chiến sĩ này đang ngồi cho hút điếu thuốc dép đi. Đấy, chiến sĩ đang cầm điếu thuốc dở nè. Đốt mời chiến sĩ điếu thuốc đi. Hay chứ những cái kỷ niệm ngày xưa vẫn còn ở đây đó. Đó, những chiến sĩ ngày nào đây. Rồi, mời chiến sĩ hút điếu thuốc nha. Có gì mà mạo phạm này cho bỏ qua cho Tuấn nha. Tuấn này tới thăm mấy chiến sĩ để gọi là
tâm cái chiến cái để cho cả nhà cùng biết để vô đây ha, chỉ đường để mai mốt người dân ở các nơi á tới tìm thăm các chiến sĩ nha. Rồi ok, chúc chiến sĩ buổi chiều vui vẻ nha. Đó, vậy hút thuốc đây, cầm thuốc hút rồi như phim vậy. Rồi chào chiến sĩ luôn. Bên này nữa nè, đó mỗi chiến sĩ một điếu thuốc đó, đây. Rồi chào chiến sĩ luôn. Phải nói là cái cảnh này quá là tuyệt vời luôn anh Tuấn ơi. Anh Tuấn thấy sao chứ, em thấy rợn tóc gáy trong đây đó, anh thấy sao? Cũng là huyền bí đó chứ không phải đơn giản đâu. Rồi mình đi sâu vô trong này thử coi có gì nữa không. Bên này là cây chôm chôm trắng dưới. À, cái này là cây chôm chôm trắng dưới. Bên này là cây cà đuối lục lam. Nhiều cây quá. Đủ loại cây. Nhưng mà rất là nhiều loại cây, mình không biết là như thế nào. Thì cái khu chiến tích thì thấy chỉ có những cái chòi như vậy thôi cả nhà. Nhưng cũng thấy không có gì là khác biệt. Rồi mình đi lên trên đây nữa đâu còn gì nữa đâu ta. Đấy mới là điểm nghỉ chân mà. À đó mới điểm nghỉ chân thôi. Lâu lâu thì thấy có một chiến sĩ. Đó. Canh gác đó. Đây, kia có một trước mặt có một chiến sĩ nữa kìa. À, bên này có một chiến sĩ đang đứng đây. Rồi, xin chào chiến sĩ. Chiến sĩ đang đứng canh gác ngay đó. Ôi ôi, cây cao chót vót không ha. Rồi, như trên này khu có một cái khu nhà gì trên đây nè. Rồi, rồi, đây tới khu nhà rồi đây. À, mình trực tiếp thấy cây lười ơi đó. Cây gì anh? Cây lười ơi á. Đây hả? À, cây này cây là cây lười ơi nha cả nhà. À. Chôm nha. Cây lười ơi nó có cái đặc biệt gì không anh? Nghe nói trái nó ăn được không? Cây ơi thì trái ăn được. Nó ngâm như nào. Tới mùa cái khu này. Nói chung là ở đây cũng ít người vô lắm, lâu lâu mới có người vô thôi chứ cũng hiếm có người vô lắm. Hầu như thì chủ yếu là dân bên ấy người ta vô thôi, người dân mình thì cũng ít vô đây. Hình như là cái này là những cái ngày xưa là có sẵn ngày xưa rồi đúng không ta? Giờ người ta để lại làm lưu niệm ha. À, đây là những cái căn cứ ngày xưa láng này, giờ là để thành lưu niệm á cả nhà. Di tích. À, mình đi thẳng vô đây một xíu nữa coi. Cây dầu các đồng chí Đại tướng Mai Chí Thọ. À, khi Tuấn vô đây thì Tuấn cảm giác thấy như mình đang nổi da gà đó cả nhà. Cảm giác ở đây có một cái điều gì đó linh cảm. Thôi thì Tuấn cũng xin phép được ghi hình lại những cái ký ức ở đây, mong các chiến sĩ cho Tuấn được quay lại khoảnh khắc những cái kỷ niệm để cho bà con cả nước cùng nhau biết đến nơi này để tìm tới nha. Rồi ok, đây là nhà phó bí thư đó, đây có tấm bảng này, bảng bằng gỗ nha. Đây là cái chỗ phó bí thư ngồi làm việc này. Có một cái cassette nè. Đây. Có một cái ấm trà. Ấm trà rất là cổ xưa nha. Đây một cái cassette. Rồi ngay đây là có cái giường ở dưới hầm hả ta? Cái giường hầm.
À, đây có một cái đường hầm nè cả nhà. Đây là cái giường để ngủ nè. Dưới đây có cái hầm luôn. Đó. Hầm địa đạo ha. Đây là mấy hầm địa đạo. À, hay ha. Không có đùa được đâu cả nhà. Đây là một cái nơi cũng rất là oai hùng ngày xưa đó. Bên này là hố bom B-52 nha. Đây. Đó, khu vực này là hố bom B-52. Còn lên kia nữa nó nói chung cũng rất là nhiều. À, bên này thì có một cái tấm bảng. Này là để là cây dầu tập thể chi đoàn báo Sài Gòn Giải Trồng phóng Hoa Văn trồng trồng ngày 18 tháng 3 năm 2007. 2007 bữa nay là 2023 rồi, là tính ra là mười mấy hai hai mấy năm rồi đó. Mười mấy năm rồi. Sao mà đây là lại có những cái bàn toàn là để ở dưới không ha, không có để trên cao mà là ở dưới dưới không, đào dưới không cả nha. đây là Rồi có những cái hầm mà chỗ nào cũng có hầm hết. À. Đó cả nhà thấy không? Ồ, quá là nhìn nè, những cái đường hầm nè. Đó, bên đó cũng có hầm nữa kìa. Ờ, bên này có một cái bàn làm việc của các lãnh đạo nè. Đây. Đây cái bàn làm việc và có còn những đây là những cái chai nước ngày xưa nè, chai bình đấy đó, Tông bình tông ngày xưa nè, vẫn còn luôn, vẫn còn lưu giữ đây cả nhà. Đây, các chiến sĩ đang ở đây là để tập huấn bàn công việc. Còn đây là bên này là có lá cờ. Đây là tất cả đều có hầm. Còn đây là có một chiến sĩ đang đứng đó gọi điện thoại nè. Đó. Thì đây có cái điện thoại cổ ngày xưa nè. Đây là cái bọc khẩu súng nè. Hình ảnh thì còn đây nhưng giờ các chiến sĩ thì phương nào phương nào rồi tôi không biết nữa. Khá là một cái video này khá là dài. À, cả nhà xem không biết có ngán không chứ. Là video này là gọi là Tuấn sẽ làm là video 24 giờ khám phá khu gọi là dân cư bí ẩn giữa rừng già Mã Đà và khu di tích lịch sử chiến khu D. Thì bên này, phía tay trái đây thì có nhà bàn cơ yếu nè. Đây. Đây là nhà bàn cơ yếu nha cô chú anh chị. Nhà bàn cơ yếu. Ngay đây thì không có hầm. Ngay đây thì vẫn còn cái cuốn vở đây, một chiến sĩ đang ngồi để làm việc đó. Rồi, đi vô sâu một xíu nữa coi. Nhựa này thì chắc là mới rải đây thôi. Hồi đó ấy người ta. Rồi bên này có nhà ban thông tin liên lạc. À, đây là nhà ban thông tin liên lạc nha. Đây, nhìn tấm bảng đây cả nhà. À, bên này thì cũng có sao thấy lão ha. Cũng có tai nghe nè. Rồi có ngồi quay quay gì đó. Quay phát điện đó. Này lấy điện tín Lấy điện à. à. Thời xưa là vậy hả ta? Chào. Không, Tuấn cũng không có biết. Đây. Một chiến sĩ thì ngồi đằng trước cái máy vi tính này. Đây là máy vi tính đó. Rồi một chiến sĩ ngồi đằng sau để quay lấy điện. Radio radio đã À. có tín hiệu liên lạc chứ không phải là radio đài. Đúng rồi.
rất là đặc biệt ha, cô chú anh chị. Rất là lâu rồi. Bên kia thì có cái bên này là điểm cuối cùng nè. Cái lồi gì như cây khế. Đây là một cái điểm cuối cùng, đây là nhà phó văn phòng. Ở đây thì Tuấn thấy có một cái tầng hầm luôn. Đây. Này có đường hầm đi xuống. Rồi bên này có cái bản đồ. Bản đồ của các chiến sĩ đang đứng nghiên cứu gì đó. Rồi, hết rồi, không có gì nữa hết. Hết pin luôn. Khu miền Đông. Ở đây vẫn còn cái tầng hầm này mà nước lên quá trời nè. Còn gì nó kêu dưới đó. Ủa xưa anh nói sao? Cái câu gì? Chiến khu D còn Sài Gòn mất à? Căn cứ địa này là phải dưới. Ở dưới đó giờ của mình cũng không dám xuống đâu. Người ta cải tạo đi xuống rồi. Đó, còn gì kêu á. Yên ắng, chỗ này không có chim kêu luôn. Chỗ này nghe vô rẫn tóc gáy không phải giỡn đâu. Vô quay là phải xin đó, nãy xin đó. Đùa đâu hả? Thiệt mà. Hồi nãy em xin đàng hoàng hết chứ. Nói chung là mình quay để mình chia sẻ cho nhiều người biết thôi, biết tới thôi. Đã một thời, thời kỷ niệm bao nhiêu năm. Đây bên đây thì Tuấn thấy có nhà bếp phòng cầm, anh có được nghe cái này chưa? Nghe sao? Anh kể có thể chia sẻ được không? Thì đi không có dấu mà nấu không khói, đây là cái hệ thống của ông tổ ông cố ông cầm đây. Là sao hay vậy? Nấu là không lên khói hả? Ừ, nấu xong là tự nó tân tả, nó phân tán hết khói ra như hơi sương á. Theo những cái dệ thấp ở dưới chiền. Núi đây là cái hình của cô đồ. Nấu bếp này ha, chiến sĩ nấu bếp này. Là nấu á, là nó sẽ không ra khói nha cả nhà. Đó. Đây là hình của một chiến sĩ đang cầm một cái gì này, cầm đây là cái cây măng, bó măng đưa cho nữ quân nhân. Đó. Cảm giác tóc gáy tôi nó đứng lên rồi cả nhà ơi. Nam mô gì đâu. Khu này là một nơi phải nói là có những cái dấu tích rất linh thiêng ở đây. Nên là khi Tuấn qua đây là Tuấn có biết là ở đây có người cõi âm đang ở đây rất nhiều ha. Nhưng mà Tuấn cái lòng Tuấn rạo rực là muốn vô đây quay. Quay là vì sao? Nó từ năm ngoái tới giờ rồi không vô được, nhưng lần này cuối cùng Tuấn đã vô được. Đó, thì Tuấn muốn kết hợp luôn sáng đi vậy, làm thành một cái gọi là một cái tập phim ký sự cho nó ấy luôn. À, bên này là nhà thắp nhang, hình như có người mới thắp nhang ở đây nè. Bên này có một cây đa, nãy mình quên đem nhang theo rồi. Rồi sao không ta? Từ vô mình xin, mình vô mình lạy đi, vô mình xin cầu xin ở đây. Rồi giờ Tuấn hồi nãy ra coi, Tuấn lên đây mà Tuấn không có mang nhang theo. Rồi Tuấn xin lạy các chiến sĩ. Xin chào các chiến sĩ, chư viên, chư vị xung quanh mảnh đất rừng thiêng nước độc này. Vì hôm nay cho Tuấn Văn Tân kênh YouTube Tuấn Văn Tân lên đây. Có gì mạo phạm xin các chiến sĩ bỏ qua. Tuấn lên đây cũng mục đích để quay ghi lại những cái lịch sử của nó từ nó sập màn hình nè. Sập thì mình bấm vô nó lên nè. Đó thì đây cả nhà. Đây các chiến sĩ ở đây. Đây thì có một cái bảng tổ quốc ghi công ha. Rồi, chúc tất cả các chư vị các chiến sĩ xung quanh đây được một buổi chiều vui vẻ, an lạc, an tâm tự tại ha.
Ở đây thì có một ngôi nhà tre. Ở đây thì có một cái gì đây nè, giống như là cái camera đó. đèn Đèn. Đây thì xung quanh đây là bằng tre, những cái này là lâu rồi đó, từ thời đó tới giờ. đèn năng lượng. Đó. Đây là những cái cây cột này đúc là từ thời đó nè, là anh Tuấn. Thời xưa đâu có xi măng đâu. Đúc bằng cái gì đó. Đấy, cái nếp nhà gỗ hồi xưa chứ giờ người ta mô phỏng lại À. cái cột gỗ rừng ngày xưa. Hồi xưa xài gỗ không ha? Gỗ. Rồi. Thôi giờ anh em mình đi xuống thôi. Ồ vậy là hôm nào giờ em cũng mới nghe luôn, em đâu có biết là bếp Hoàng Cầm đâu. Rồi bây giờ mới biết á. Bên kia là khu khu Có vô nữa không? Không vô thì đó. Hết rồi mà không? Hết rồi. còn một phần ở dưới À đi đi, lỡ mình đi luôn. nữa. Ở đây cũng khám phá hết cho mấy. Đi cho nó hết luôn ha, đúng bài luôn. Khu này là khu đây, còn đây một khúc này khúc cuối cùng này. Kia hai hai dạng Ồ cũng rộng á chứ. nằm trên đỉnh một quả đồi anh bộ chỉ huy này. Nhà Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng khu Đông Nam Bộ. À đây là nhà quân chủ huy khu Nam Bộ cả nhà. Ban chỉ huy ngoài đó Tất sao cả đều làm là đều là hầm hết, bậc hầm ở dưới hết. em mới coi cái mô hình này, khu nhỏ này. Chứ nó không làm ở trên cao nha cả nhà. Còn đây là cái gì? Đây là Mô hình trận đánh à. cái này là cái gì? Trận đánh tiểu khu Phước Thành của tiểu đoàn 800 ngày 17 tháng 9 năm 1961. Ồ, này cũng lâu lắm rồi. Ở bên này thì có một tượng mẹ Quan Âm nữa. Đây này anh. Bên này có một tượng mẹ Quan Âm nữa, cô chú anh chị. À, bên này thì có thờ một đức mẹ Quan Âm rất là lớn luôn. Đây, khu này thì có cũng có người coi ngó này. Tượng mẹ Quan Âm bằng đá rất là lớn ở đây. Dạ, con xin thành tâm đảnh lễ mẹ Quan Âm đây. Nam mô Di Phật. Xong rồi, hết rồi. Hình như là hết rồi đó. Lên đây xíu nữa coi, đây còn đường đi là còn á. Ở đây những cái cây này y như hình những con rắn vậy ha. Ừ, những cái rễ cây này cũng y như rắn vậy. Đẹp ha. À, những cây này cả nhà thấy không? Ở dưới này thấy không biết còn gì nữa không? Gần ngày là xuống nó lau chùi dọn dẹp Hết rồi. cái này đường dẫn lên thôi Hết rồi. cái này đường dẫn lên Rồi, giờ hết rồi cả nhà. Thôi, cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những clip tiếp theo luôn nha. Chúc cả nhà mình nhiều hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống. Rồi, xin chào cả nhà luôn. Video cũng khá dài rồi. Hành trình khám phá khu rừng Mã Đà, khu chiến khu D tới đây cũng đã hết. Thì nếu mà ai có nhu cầu đi khám phá, tìm hiểu thì hãy đến địa chỉ này nha cả nhà. Rất là khu này rất là hoang dã. Thì từ ngoài rừng vô khoảng từ ngoài cái hồi nãy ngã ba Bà Hào á, vô khoảng 10 cây số.
là đường hoang vu, không có một bóng nhà nha. Vô tới đây thì có mấy khu thấy được khu chiến khu D này thôi nha cả nhà. Rồi Tuấn xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn luôn. Chúc cả nhà mình nhiều hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Xin chào cả nhà.